Hello, welcome back to my channel. Start to get a go. Hold up, girl. Let's go. Let's go. Thank you.
So if I without them in situation, it's not to get too high. Let's go. Continue. Và từ game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 20 túi tiền. Dưới tầng hầm và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 3. Serenia, The School. Let's go. Thank you.
Soy favorito de mi silencio de ha. Soke va a vida de mi sechín, sangre de tío. Rani, chop de chu. Want to play hide and seek? Thank you.
Ok, được rồi, đây là rút rồi. Xem có gì ở đây không? Oh my god. Wow. 我让他 ngay đến sau mình. Chị đây. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ xuống dưới đây xem có gì không. Một món đồ. I see you. Wow, đi luôn. Oh man, ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ 5, Roblox. Xem thời gian còn bao nhiêu? Hơn một phút nữa. Không lên được. Ba mươi chín giây nữa. Ở đây còn 27 giây. Rồi mình sẽ phải đợi. Sau đó thì mình sẽ đi qua cánh cổng này. Let's go. 15 giây nữa. Buổi sáng thì có vẻ hơi ít người. Welcome to school game. This is a first of many game. Red night, green night. It to the other side. And you wish wishes. Okay.
OK, tiếp tục. Ở đây thì Crystal Cookie by Following the Line. Let's go. OK. Anh chàng này là mãi chưa xong. OK, đã hoàn thành. Đoạn này chapter 1. One day, let's go. Okay, let's go. Rồi sau đó thì mình sẽ bắn cái này. Ở đây thì có một chiếc tu vít. Mở luôn. Lấy chiếc tu vít và mở luôn. Sẽ có gì ở đây không? Chiếc chìa khóa màu xanh.
Mặt tôi cây để chiếc chìa khóa để các bạn thoát ra khỏi ngôi nhà của bà Granny. Let's go. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ xào một tờ cây mà Fro. Thank you.
Oh man, wow, oh my gosh. It's okay. One day. Oh my gosh, đi rồi. Wow. Và ta lại xuất hiện ngay ở đây. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.